Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô xe cũ của siêu thị ô tô BK Hà Nội chúng tôi. Một trong những siêu thị ô tô BK hàng đầu tại thị trường Việt Nam về buôn bán xe cũ. Hôm nay siêu thị ô tô BK Hà Nội chúng tôi đã giới thiệu đến quý anh chị em một mẫu xe. Đó là chiếc Fortuner máy dầu số tự động một cầu được sản xuất năm 2020, form của năm 2021. Thì cuối năm 2020 thì Toyota ra mắt tất cả 7 phiên bản Fortuner. Thì trước mặt quý anh chị em đây là chiếc Fortuner 5 máy dầu nhá. Thì mới đi được có 2,3 vạn km, chất xe cực mới và đẹp. Thì kính mời quý anh chị em đã đi xem phần ngoại thất, nội thất và keo chỉ của chất xe. Đây, như form mới đã được trang bị hệ thống đèn full LED quý anh chị em nhá. Đèn full LED này, kể cả đèn định vị ban ngày, đèn gầm nhá. Đèn gầm này, vâng, ẩn dưới đèn gầm là cảm biến va chạm phía trước này, cộng với giải đèn xi nhan rất to, rất đẹp, rất dễ nhìn cho người đi đường đối diện ạ. Lốp còn rất mới và dày quý anh chị em nhé. Lốp còn rất mới và dày. Xe được trang bị phanh đĩa na răng 17 inch. Đấy, gầm xe đây quý anh chị em này, còn cực mới. Xe mới về cửa hàng chúng tôi cũng chưa hề sơ sơ dọn dẹp gì cả. Gương kính thì cũng đã được chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ này. Tay nắm cửa thì cũng đã được mạ chrome, tích hợp chìa khóa thông minh. Và chủ xe cũng đã lắp thêm chống xước tay nắm cửa, dán kính 3M chính hãng, về che mưa, giá nóc. Vâng, xe được trang bị bậc lên xuống. Đấy, về phần ngoại thất phía bên lái thì quý anh chị em chúng ta xem tổng thể nhé. Không hề có một vết xước nào. Chiếc xe này sơn zin đến 99% quý anh chị em nhé. Còn về phần keo chỉ của chiếc xe này, kính mời quý anh chị em chúng ta nhìn nhé. Xe cực đẹp luôn, không hề mất một phân chỉ nào. Vâng, đây là mẫu SUV được đánh giá rất cao trên thị trường hạng trung. Đấy, bác nào mà thích xe khỏe, động cơ khỏe, ngồi rộng rãi, đi đường trường thích thì chúng ta sẽ chọn Fortuner. Còn nếu bác nào thích nhẹ nhàng thì chúng ta chọn Santa Fe nhé. Vâng, đằng sau là cụm đèn hậu rất thể thao, đẹp, full LED, rất dễ quan sát cho người đi đường. Vâng, xe đã tích hợp cam nùi này, cộng với 4 cảm biến va chạm phía sau. 4 cảm biến va chạm phía sau quý anh chị em nhé. Giúp cho người lái xe khi ngồi xe an toàn hơn. Vâng, dàn lốp sơ cua đây quý anh chị em nhé. Lốp sơ cua chưa hạ nhé. Gầm xe như mới quý anh chị em. Như mới luôn. Dạ vâng. Hàng ghế thứ 3 của xe thì cũng đã được là dạng treo, rất thể thao. Giúp cho khoang chứa đồ chở được nhiều đồ hơn. Đấy, tất cả các con ốc của cánh cửa sau này, ốc cánh cửa sau này, đấy, còn zin nguyên theo nhà sản xuất nhá. Keo chỉ cũng không hề mất một phân. Đấy, chủ xe cũng đã dán thêm cả chống xước tabi cửa phía sau. Đây chúng ta nhìn này, chủ xe cũng cực kỳ cẩn thận luôn, ốp cả bậc ốp cả chống xước ba đợt sốc sau. Đấy. Vâng, với động cơ 2.4 thì chiếc xe này tiêu thụ nhiên liệu hết khoảng 100 km, hết khoảng 7 lít dầu nhá. Vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, động cơ thì mạnh mẽ, xe cực mới và chất. Xe cực đẹp luôn. Đấy. Cửa đóng thì cực kỳ chắc chắn rồi. Đây, xe cũng lắp thêm, có thêm viền chân kính rất đẹp, tạo điểm nhấn cho xe nhá. Vâng, form của năm 2021 thì ghế hành khách cũng đã được chỉnh điện quý anh chị em nhé. Ghế hành khách cũng đã được chỉnh điện này. Vâng, bậc lên xuống được ốp chống xước này. Chủ xe cực kỳ cẩn thận luôn. Vâng, kính mời quý anh chị em chúng ta vào phần xem phần nội thất của xe nhé. Đây, nội thất của xe đây quý anh chị em này, đã được bọc da. Đấy, bọc da này. Vâng, chủ xe cũng dán thêm đề can bóng chống xước ở đây rồi. Rất cẩn thận, phải nói với bác chủ xe này rất cẩn thận nhá. Đấy, ô bậc lên xuống này, ghế lái được chỉnh điện này. Vâng, ghế da cao cấp màu đen. Đấy, rất sạch sẽ ạ. Vâng, xe đã được trang bị gương chiếu hậu chống chói tự động này, gạt mưa tự động này,
Vô lăng thì cũng đã được bọc da mạ bạc, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, chuyển kênh, đàm thoại rảnh tay, màn hình nút chỉnh màn hình đa thông tin. Vâng, có lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Đèn pha tự động bật tắt. Về được trang bị màn hình Android nhé. Về chủ xe đã độ thêm màn hình Android này, điều hòa tự động này. Vâng, để lổ start-stop thông minh, ga tự động, hộp số tự động 6 cấp, vận hành êm ái. Và xung quanh hộp số đây cũng được ốp vân gỗ rất sang trọng. Có hai chế độ lái Eco và Power. Có khởi hành ngang dốc, khởi hành xuống dốc, hỗ trợ lực phanh. Tablo đây quý anh chị em nhìn này. Cực mới và sạch, trần xe đây. Chủ xe cũng dán thêm cả ni lông. Phải nói là cực kỳ giữ gìn luôn. Đây là một chiếc tủ lạnh mini quý anh chị em nhá. Đây, chủ xe cho cả khăn ướt vào đây. Đấy. Một chiếc tủ lạnh mini chúng ta có thể để nước, để hoa quả, để khăn lạnh trong này chúng ta sử dụng. Và đây là bệ thì tay, bên ngăn chứa đồ nhỏ. Vâng, và đây là hàng ghế thứ hai đây quý anh chị em nhé. Hàng ghế thứ hai của Fortuner thì ngồi rất thoải mái, rộng rộng nhất so với các đối thủ cùng phân khúc này. Tựa lưng thoải mái. Vâng. Xe được trang bị 6 loa, nghe âm thanh cũng rất hay, 7 túi khí an toàn quanh xe. 7 túi khí quanh xe quý anh chị em nhé. Đây có cổng sạc 12V đến 120W và đây có cổ điện 220V giúp chúng ta có thể sạc máy tính hoặc đi dã ngoại chúng ta lấy điện ở đây để sử dụng nhá. Khi mà xuống hàng ghế thứ ba chúng ta chỉ cần một chạm thôi. Đấy, là chúng ta có thể xuống được hàng ghế thứ ba rất tiện. Xe được trang bị hai dàn lạnh và cửa gió điều hòa tới tất cả các hàng ghế nhá. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc Fortuner 2020 form dáng 2021 quý anh chị em nhìn này. Còn cực kỳ mới, rất sạch và sáng, sáng như mới luôn. Đấy, tất cả các chân ốc nhá, còn zin nguyên, đánh dấu sơn nguyên nhà sản xuất này. Đấy, cực mới và đẹp luôn. Đấy, tất cả ốc lắp cabo nhá. Đấy, các lỗ tròn đây quý anh chị em nhìn này. Những chiếc xe lỗ phải tròn xoay như này luôn. Đấy, các ốc thành rằng nhá. Vâng, chiếc xe Toyota bản máy dầu một cầu số tự động này hiện tại siêu thị ô tô BK Hà Nội chúng tôi đang chào bán có giá là 1 tỷ 055 triệu. So với xe mới thì quý anh chị em cũng tiết kiệm được khoảng 150 triệu nhá. Siêu thị ô tô BK Hà Nội chúng tôi cam kết cho quý anh chị em như xe không bị đâm đụng ảnh hưởng đến gầm bệ sassi, không tháo cầu máy, không ngập nước, hồ sơ pháp lý đầy đủ. Đặc biệt chiếc xe này hỗ trợ ngân hàng trả góp là 70%. Quý anh chị em có 400 triệu thì có thể lấy được chiếc xe này về phục vụ cho công việc cá nhân của gia đình mình. Siêu thị ô tô BK Hà Nội xin cảm ơn quý anh chị em đã xem video này. Nếu quý anh chị em thấy bổ ích và hay thì hãy đăng ký like và chia sẻ giúp kênh cho siêu thị ô tô BK Hà Nội để kênh ngày càng được phát triển hơn. Một lần nữa Vũ Ngân xin cảm ơn quý anh chị em. Kính chúc quý anh chị em có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Đặc biệt là lái xe an toàn. Xin tạm biệt và hẹn lại video tiếp theo.